chào tất cả các con học sinh. Để tiết học của chúng ta đạt được hiệu quả, các con hãy chú ý chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép và hãy thực hành theo những yêu cầu của cô nhé. Các con học sinh thân mến, mỗi người, mỗi vật, mỗi sự việc xung quanh chúng ta đều có những vẻ đẹp riêng. Đó có thể là những vẻ đẹp ở trong thiên nhiên. Có nơi thì hùng vĩ, huy hoàng, có nơi lại nên thơ hữu tình. Đó cũng có thể là vẻ đẹp tìm thấy ở trong chiến đấu, trong lao động sản xuất. Hay đó cũng có thể là vẻ đẹp khi cái thiện khuất phục được cái ác. Tất cả những điều đẹp đẽ đó chính là thông điệp mà chủ điểm vẻ đẹp muôn màu muốn mang đến cho các con. Vậy thì vẻ đẹp nào của cuộc sống sẽ được khám phá? Cô và các con hãy bắt đầu tiết tập đọc ngày hôm nay nhé. Vẽ về cuộc sống an toàn là một bản tin được đăng trên báo Đại Đoàn Kết năm 2001. Vậy thì cách đọc một bản tin có gì khác so với đọc một bài văn hay một bài thơ? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các hoạt động ở trong bài nhé. 1. Luyện đọc đúng. 2. Tìm hiểu bài. Và 3. Là luyện đọc hay. Nào, các con hãy lắng nghe cô đọc nhé. Vẽ về cuộc sống an toàn. 50.000 bức tranh dự thi của thiếu nhi cả nước, 60 tranh được trưng bày, 46 giải thưởng, nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất, Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn, Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường, Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải 3. Chở 3 người là không được, Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải 3. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ. Theo báo Đại Đoàn Kết. Các con có nhớ đọc thầm theo cô không nào? Vậy thì nhìn lên bài đọc ngày hôm nay, các con thấy có điều gì khác so với một bài đọc là bài thơ, bài văn hay câu chuyện các con đã được học không? Hãy cùng theo dõi một đoạn clip với cô nhé. Và đây cũng chính là nội dung của những dòng in đậm ở đầu bản tin. Chắc hẳn các con đều đã nhận ra. Những dòng in đậm này cũng chính là sự khác biệt của một bản tin so với một bài văn, một bài thơ hay một câu chuyện đấy các con ạ.
Vậy thì theo các con, chúng ta nên chia bài thành mấy đoạn? Đây là một phương án gợi ý của cô nhé. Ngoài những dòng in đậm ra, các con có thể chia bài thành 4 đoạn, ứng với mỗi lần xuống dòng. Các con hãy nhớ đánh dấu để thuận tiện cho việc luyện đọc và tìm hiểu bài nhé. Để giúp các con đọc bài lưu loát thì đầu tiên chúng mình hãy cùng luyện đọc những từ khó ở trong bài nào. Hãy đọc to theo cô nào. UNICEF, Đắk Lắk, tháng 4 năm 2001. Ngoài những từ khó này thì ở trong bài còn có những câu văn dài. Cô đã lựa chọn 2 câu, câu thứ nhất và câu kết thúc của bản tin. Theo các con, chúng ta nên ngắt hơi ở đâu trong những câu văn dài này? Hãy tham khảo phương án của cô nhé. Nào, cùng đọc to với cô nhé. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Câu số 2. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Cô vừa hướng dẫn các con cách đọc những từ khó và câu văn dài trong bài rồi đấy. Cùng với việc chăm chỉ luyện tập, cô tin chắc rằng các con sẽ đọc bài lưu loát. Trước khi bước sang phần tìm hiểu bài, thì cô và các con hãy đi tìm nghĩa một số những từ khó ở trong bài qua phần chú giải nhé. Các con hãy đọc thầm theo cô nào. Thẩm mỹ nghĩa là sự cảm nhận và hiểu biết về cái đẹp. Nhận thức ở trong bài là khả năng nhận ra và hiểu biết vấn đề. Còn khích lệ là tác động làm cho tinh thần hăng hái thêm lên. Ý tưởng có nghĩa là ý nghĩ, dự định. Và cuối cùng, ngôn ngữ hội họa là đường nét, màu sắc trong tranh. Hiểu được các từ khó ở trong bài thì sẽ giúp được các con tìm hiểu bài một cách dễ dàng hơn đấy. Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động thứ hai, tìm hiểu bài nhé. Nào, hãy đọc thầm cho cô đoạn 1 và cho cô biết chủ đề cuộc thi là gì? Chủ đề cuộc thi là Em muốn sống an toàn. Theo các con, cuộc thi này do đơn vị nào tổ chức? Dễ dàng nhận thấy đây là cuộc thi do UNICEF Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức. Báo Thiếu niên Tiền Phong thì rất quen thuộc với các con rồi đúng không nào? Còn UNICEF là Quỹ Bảo trợ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc. Và UNICEF Việt Nam thì là một trong 190 văn phòng của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và là một phần của hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đấy các con ạ. Qua phần tìm hiểu vừa rồi, các con đã biết được ý của đoạn 1 là gì chưa? Ý của đoạn 1 là giới thiệu cho các con biết chủ đề cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn. Với đề tài thú vị như vậy, thì thiếu nhi cả nước đã hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Hãy lắng nghe cô đọc và tìm câu trả lời nhé! Được phát động từ tháng 4 năm 2001, nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Câu trả lời của các con là gì? Trước hết, hãy cùng cô tập trung vào các con số và những sự kiện ở trong bài nhé. Cùng đọc nào. Chỉ trong vòng 4 tháng, 50.000 bức tranh, sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Từ những con số và sự kiện này, chúng ta sẽ có câu trả lời. Đông đảo thiếu nhi cả nước đã hưởng ứng cuộc thi, nên chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ cả nước. Câu trả lời này cũng giúp cho các con tìm được ý của đoạn 2 đấy. Vậy, cuộc thi được đông đảo thiếu nhi cả nước hưởng ứng là
ý của đoạn 2. Các con thân mến, các bạn thiếu nhi không chỉ hưởng ứng cuộc thi với số lượng bài thi đông đảo là 50.000 bức tranh, mà còn thể hiện qua nhận thức của các bạn về cuộc thi nữa. Vậy các con hãy đọc thầm đoạn 3 và cho cô biết. Điều gì cho thấy các bạn có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi? Hết thời gian rồi. Nào, trước hết hãy cùng cô đọc thật to tên của các bức tranh mà các bạn đã vẽ nhé. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Gia đình em được bảo vệ an toàn. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường. Chở ba người là không được. Các bạn nhỏ đã đặt tên cho các bức tranh của mình rất là cụ thể. Nghe tên, chúng ta đã thấy gợi ngay ra được những việc nên và không nên để có một cuộc sống an toàn, có đúng không nào? Vậy là chỉ cần điểm qua tên của một số bức tranh cũng đủ thấy kiến thức của các bạn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, rất là phong phú. Đây là câu trả lời và cũng là ý chính của đoạn 3 đấy. Cùng đọc lại cho cô ý của đoạn 3 nhé. Ý của đoạn 3 là các bạn thiếu nhi có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. Các con thân mến, trước những kiến thức rất là phong phú của các bạn thiếu nhi về sự an toàn, thì ban tổ chức đã đánh giá như thế nào? Các con hãy lắng nghe cô đọc đoạn 4 và trả lời cho cô câu hỏi. Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mỹ của các em? 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Cùng kiểm tra câu trả lời với cô nào. Đầu tiên, đó là những nhận xét. Tranh của các bạn màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Và nhận xét. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Những từ cô vừa gạch chân ở trên đây cũng đã giúp cho các con nhìn thấy rất rõ sự đánh giá cao của ban tổ chức về khả năng thẩm mỹ của các bạn thiếu nhi, đúng không nào? Vậy qua việc tìm hiểu trên, các con đã biết được ý của đoạn 4 là gì chưa? Ban tổ chức đánh giá cao khả năng thẩm mỹ thể hiện ở ngôn ngữ hội họa của các em thiếu nhi, đó là ý của đoạn 4 đấy. Qua việc tìm hiểu 4 đoạn của bài ngày hôm nay, các con có nhớ được ý nghĩa của các con số 50.000, 60 và 46 không? Các con hãy ghép cho cô những con số với các ý nghĩa tương ứng trong vòng 15 giây nhé. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết rồi. Hãy đọc to kết quả của các con lên nào. 50.000 là số bức tranh dự thi của thiếu nhi cả nước. 60 là tranh được trưng bày. Và 46 là số giải thưởng. Cô chúc mừng tất cả những bạn đã ghép được đúng như trên màn hình của cô. Và như vậy có nghĩa là các con đã nắm được phần lớn nội dung chính của bản tin ngày hôm nay rồi. Cùng với ý nghĩa của các con số trên thì lời nhận định, nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. Chính là những dòng in đậm ở đầu bản tin đấy, cô đoán chắc các con đã nhận ra. Vậy thì khi đọc những dòng in đậm này, các con có cảm nhận gì? Để cô đoán nhé. Đó có phải là cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn ý nghĩa của các con số và những lời nhận xét này không? Bởi vì đó cũng là những suy nghĩ của cô. Và như vậy thì
Chắc chắn các con đã đoán ra được tác dụng của những con số này rồi. Những con số in đậm ở đầu bản tin có tác dụng. Thứ nhất là gây ấn tượng nhằm hấp dẫn người đọc. Và tóm tắt số liệu và từ ngữ nổi bật giúp người đọc nắm bắt nhanh được thông tin. Hiểu được ý nghĩa của các dòng in đậm ở đầu bản tin sẽ giúp cho các con biết được khi đọc thì cần phải đọc to, rõ ràng, nhấn giọng vào những con số và những lời nhận xét như là nhận thức, khả năng thẩm mỹ, rất đáng khích lệ. Nào, một lần nữa hãy cùng cô theo dõi lại ý chính của 4 đoạn trong bài nhé. Từ những ý chính của mỗi đoạn, các con đã biết nội dung của bài nói về điều gì chưa? Nội dung của bản tin của chúng ta nói về cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng. Tranh dự thi cho thấy các em có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, và thể hiện nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội họa. Các con hãy ghi nội dung vào vở nhé. Để thể hiện được đúng nội dung này thì các con cần đọc với giọng như thế nào? Đó chính là giọng rõ ràng, rành mạch. Ngoài ra, đây là một bản tin thông báo về tin vui nên các con hãy đọc với giọng vui nữa nhé. Hiểu được nội dung và giọng đọc, chúng ta sẽ cùng luyện đọc lại hai đoạn 3 và 4 cho thật là hay. Các con hãy nhớ lại ý của đoạn 3 và 4 nói về điều gì? Đoạn 3 là nhận thức tốt của các bạn về chủ đề cuộc thi. Còn đoạn 4 là những đánh giá cao của ban tổ chức về khả năng thẩm mỹ của các em. Để thể hiện được tốt nội dung này thì chúng mình cần lưu ý điều gì? Hãy nhớ lại những từ cô và các con đã gạch chân ở đoạn 4 nói về đánh giá của ban tổ chức về khả năng thẩm mỹ của các bạn nhé. Ngoài những từ này, cô muốn gợi ý cho các con một số những từ nhấn giọng ở đoạn 3 như sau. Đặc biệt và từ phong phú. Ngoài những từ nhấn giọng, các con còn thấy điều gì cần lưu ý ở đây không? Đó chính là sự xuất hiện của các dấu ngoặc đơn ở đoạn 3 và đoạn 4, dùng để thuyết minh và bổ sung thêm ý. Vậy thì khi đọc những câu có dấu ngoặc đơn, các con hãy ngắt hơi giống như khi đọc dấu phẩy nhé. Cô mời các con hãy nghe lại cô đọc đoạn 3 và đoạn 4. Vẽ về cuộc sống an toàn. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất, Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn, Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường, Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải 3. Chở 3 người là không được, Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải 3. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ. Các con học sinh thân mến, chính những màu sắc tươi tắn, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc đã thể hiện được nhận thức tốt của các bạn thiếu nhi về một cuộc sống an toàn. Và đó là một mảnh ghép của vẻ đẹp muôn màu đấy các con ạ. Tuy bản tin của chúng ta đã có cách đây 20 năm, nhưng đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. Vậy thì sau 20 năm, thiếu nhi Việt Nam có những suy nghĩ gì về một cuộc sống an toàn? Các con thân mến, ngoài những nhận thức an toàn trong việc tham gia giao thông, ngày nay các bạn còn có những kiến thức bảo vệ mình để tránh bị xâm hại, bất bình trước những bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Hơn nữa, các bạn thiếu nhi còn đặc biệt quan tâm tới an toàn vệ sinh cá nhân, nhất là trong giai đoạn cả thế giới đang đối mặt với đại dịch toàn cầu COVID-19, bằng những việc làm rất cụ thể như rửa tay với xà phòng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ,
ăn chín uống sôi, tập thể dục nâng cao sức khỏe, đọc sách nâng cao trí tuệ, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Tất cả là hướng tới một cuộc sống bình yên, an toàn bên gia đình, bạn bè, thầy cô và xã hội. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.